nghe cái điệu kêu này của bìm bìm thế nhiên là nó đẻ rồi đây các bạn này. À ừ, nó đẻ rồi đây này, được một quả này. Ôi, bìm bìm của mình năm nay nó lại đẻ rồi. Gửi nó vào, mình vào nó sợ mình lấy mất trứng của nó ôm trứng ghê rồi. Đây các bạn nhìn này, nó xòe cánh ra để nó giữ trứng của nó này. Ôi, tiếp tục lại đẻ rồi. Nhưng mà năm nay nếu có thành công hay không, cứ ghép con trống vào là nó lại đuổi đấy con trống. Bây giờ mình phải làm thế nào? Căng nhỉ. Ghê, nó giữ trứng của nó ghê chưa này. Đấy đây các bạn nhìn này, mình đưa tay vào gần là nó đang cố gắng nó xòe cái đôi cánh ra để nó ôm quả trứng của nó này. Ôi. Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay là sang ngày thứ hai mà cái quả trứng đà điểu mình mua về ấp lở ra thì là nó vẫn không chịu ăn các bạn ạ. Đây, lúc nãy mình cũng một lần nữa ra ngoài vườn hái thêm một ít rau về. Lần này thì là mình thái nhiều hơn chút và mình có trộn thêm một ít cám này. Hôm qua mình không trộn cám, hôm nay mình thử trộn cám để xem là đà điểu nó ăn hay không. Cũng hơi no bởi vì là một ngày trôi qua rồi. Như gà ấy thì là tầm nửa ngày hoặc một ngày là nó bắt đầu ăn. Thế nhưng mà đà điểu bây giờ thì là nó vẫn chưa ăn. Ấy, mình đang rất thì nó lo lắng các bạn ạ. Đây này, nó không ăn, nó vẫn khỏe nhé. Nó vẫn đi lại bình thường, nó chạy nhảy. Nhưng mà nó không chịu ăn, nó cứ nằm im một chỗ như thế này. Mình động vào nó thì nó mới đứng dậy. Đấy đấy, nó chạy khỏe lắm. Nó cũng hơi nhát nữa. Ở trong này mình vẫn úm cho nó bằng bóng điện này. Hôm nay mặc dù trời khá ấm nhưng mà mình vẫn phải úm bóng điện bởi vì đà điểu mới nở ấy, như gà con cũng vậy. Và mình có để một cái nhiệt kế ở đây này để kiểm soát cái nhiệt độ lúc nào cũng vậy, cho nó đủ 30 độ thì là nó mới yên tâm. Căng nhỉ. Mình cũng chưa có kinh nghiệm mà úm đà điểu lon cho nên là mình hơi lo lắng bởi vì nó to. Mình nghĩ là nó cần nhiều thức ăn mà nó không ăn thì hơi no. Để bây giờ mình thử điện cho anh Trung Kiên cái xem nào. Mình hỏi anh ấy xem tình hình thế nào. Ừ, alo anh, đà điểu của em hôm nay lở mà sang ngày nay mà nó không chịu ăn uống gì cả thì có cách nào không anh? Ôi giời ơi, nó ăn ra được, nó phải 7-8 ngày nó mới ăn rồi. Ôi, 7-8 ngày nó mới ăn cơ à? Đó, thì bây giờ như kiểu cái con chim em nuôi thế thôi, nó còn cái nón hoàn ấy, nó nuôi nó 7-8 ngày thì chả nó no. À, nó có cái phần bụng của nó như kiểu mình gọi là cái bọng ấy đấy nhỉ anh nhỉ? Ừ, đúng rồi. À vâng, em cứ nghĩ là nó to á thì là nó cần phải nhiều thức ăn bổ sung cho nó. Kể nó. À thế thì tốt quá rồi. Thế này em cũng đang no. Em thì nuôi gà em cũng biết là nó phải một ngày sau nó mới ăn, nhưng mà đà điểu thì em nghĩ to cho nên nó cần nhiều thức ăn. Thế thì nó tốt phải, quá rồi. Nó phải tầm nhanh thì nó phải 5 hôm không bằng. À thế. Nhanh bỏ vào nước ăn thức uống từ 3 4 hôm nó ăn tí nào. Vâng. Thì cái nước uống này em có pha cho nó một tí tỏi để mình gọi là làm cái thuốc úm ấy thì có hợp lý không anh nhỉ? Cái đấy anh không nóng đâu, tại vì anh không có cái tự tỏi bao giờ. À ừ rồi, anh ok. Anh uống như bình thường ấy, uống như gà thì... À vâng vâng, thế thì em cứ dùng thế theo cách dân gian của em. Ừ, thì em dân gian cho đỡ bị ấy, tự tỏi là tốt lắm. Dạ tỏi vâng vâng ạ. Tốt. Thế thì em cảm ơn anh rất nhiều nhé, không có anh thì làm em lo. Dạ vâng ạ. Dạ, em chào anh. Ấy, anh ấy tốt quá, anh ấy đã giới thiệu, quyền giải thích cho mình rồi. Vậy là bé đà điểu này nó vẫn còn cái phần dinh dưỡng ở trong người các bạn ạ. Đây anh ấy bảo là nó vẫn còn cái phần bọng ở dưới cái gậm cái bụng này này. Đấy thì là nó sẽ sử dụng nốt cái phần dinh dưỡng đó để mà nuôi sống cơ thể thì khoảng một tuần sau nó mới ăn. Ồ, một tuần sau mà nó vẫn nhịn được, không cần ăn uống gì luôn. Wow. Thế này thì mình đã bắt đầu có thêm một kinh nghiệm rồi. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn các bạn ạ. Có những thứ mà mình cứ tưởng là nó giống nhau, nó vẫn là gia cầm ấy, nhưng mà nó không hề giống nhau. Rồi, thế thôi được rồi. Thế thì mình đỡ phải no rồi. Mình chỉ cần là cho nước vào đây thôi. Còn cái ăn thì cứ mỗi ngày mình cho một ít, lúc nào nó ăn thì nó ăn đúng không? Mình không cần phải quá lo lắng về cái việc mà nó không ăn nữa. Đấy. Nhân thể nó đang ở gần cái chuồng đà điểu và cái con sóc nó cũng ở đây. Mình thăm cái con sóc con xem nó như nào. Chít, thấy con đâu? Quế mà.
Ôi hôm nay sợ à? Hay nhìn lên đèn điện thoại. Ừ đúng rồi, mọi ngày nó ở ngoài kia mình ghi hình nó mình có cần bật đèn đâu. Hôm nay nó ở trong tối mình bật đèn nó sợ, nó tránh ánh đèn điện thoại của mình đấy. Chứ không phải là nó sợ mình đâu. À đây, mình đã nhìn thấy con của nó rồi này. Wow, nhìn cái tổ của nó trông điêu chứ nhỉ. Nhìn như tổ chuột ấy, nồi thồi quá. Đấy, oai dài. Cầm lên cho các bạn xem. Oai, đẹp không? Sóc bông đấy các bạn ạ. Ui dù, ui nó mập chứ này. Nhìn nó mập, nhìn đáng yêu thế nhỉ. Ui con mẹ nó tốt sữa thật đấy. Ui nó kêu đấy. Nó kêu đấy. Đẹp quá. Ừ. Nuôi nó lớn thêm tí nữa, nó mở mắt thì sao mình bắt ra ngoài mình bón sữa. Để cho nó mẹ nó đẻ thêm. Mình còn ghép bố nó vào nữa. Càng đẻ được nhiều, mình càng thả được về tự nhiên nhiều sẵn thì càng tốt. Nhiều người hỏi mua của mình lắm nhưng mình không bán đâu. Riêng động vật hoang dã thì không bao giờ mình bán các bạn ạ. Đẹp quá. Ngoan lắm. Chít. Con này chít đây. Con đây. Đấy. Ừ. Con đấy. Nó cạm con nó đi giờ đấy. Nó cạm đi đấy. Nó cạm đi đấy. Khéo rơi con nhé. Khéo rơi. Ui các bạn nhìn nó cầm chắc không này. Đấy. Nó ôm con nó chắc không. Rơi rồi, rơi rồi. Không bao giờ rơi được đâu. Thôi để Quế cầm cho. Để Quế cầm cho. Vào đây. Nó cầm vào tổ nó ra đây. Đây nó cầm vào tổ này. Wow. Ở trong này hơi nhiều muỗi. Bởi vì là mình cho nó ăn đu đủ ấy. Sau đu đủ là ăn không hết. Thế là sau nó rơi vỏ ra. Thế là con muỗi nó bò vào cái vỏ đấy. Mang lên đây. Mang con lên đây. Đây con đây. Đấy đúng rồi. Cho vào trong này. Đây con nữa đây này. Cho vào đây. Đấy nhá. Thả vào trong tổ nhá. Đấy, Quế già rồi đấy. Đấy, nó đang tìm đường vào các bạn. Nhưng ở đằng kia không có cửa. Nó lại phải nhảy lên đây giờ đây. Đây, cửa trên này mà. Ở đây không có chỗ giấu con đâu. Không có chỗ giấu. Cửa đâu? À đây, đây, có một cửa đây. À đúng rồi, nó có một cửa vào. Đấy, 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 giờ mình mới biết. Vào đi. Mang con vào đi. Đây, cái cửa đây này. Đấy, đúng rồi. Không vừa. Không vừa. Nên là để Quế mang vào cho. Ừ thế là cả hai mẹ con vào. Nha. Thế. Đây vào đây. Cả hai mẹ con vào đây. Thôi để mình đi ra đây. Kệ nó để cho nó tự làm gì thì nó làm. Ngoan lắm. Dìu ơi. Dìu ơi ra đây xem nào. Dìu, nhanh lên, nhanh lên, đeo đeo. Thế từ ngày con cò vào đây Dìu có sợ không hả Dìu? Thế từ ngày con cò vào đây có sợ không? Có sợ là không, cái mỏ của nó cũng dài ngang với của Dìu đấy. Đây là bé Dìu của mình các bạn ạ. À, cứ thấy mình vào đây là nó chạy ra hóng hớt này. Nó đang chơi tiết ở đằng kia, mình vào đây là nó đã chạy rồi, mình gọi không kịp. À, tức là mình bấm máy quay, mình gọi nó cái đoạn đấy là nó đã chạy sẵn ra đây rồi nên. Uầy, 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 cái con chích cầu sống. Wow, nó làm Dìu mình nó sợ nhá. À đây cái bé cò đâu nhỉ, mình vào đây là nó nhát, nó chạy về góc đằng kia rồi. Đây đây. Đấy. Nó đang núp ở đằng sau kìa. Mấy bé vịt uy nương của mình đợt này nó cũng thuần hơn khối. Nó thuần là vì từ ngày mà mình thả cái đôi này vào đây này. Đây cái đôi vịt gỗ, à vịt dòi này các bạn này. Đấy. Cái đôi vịt dòi này nó thuần cho nên là mình thả vào đây nó không sợ mình. Thế là ngược trở lại là sau cái con vịt dòi kia ấy, à con vịt uy nương kia ấy, thì nó thấy con kia không sợ là tự nhiên nó cũng lành theo. À, còn hai con vịt gỗ thì nó vừa tắm ở đây nó chạy đâu mất rồi. À đây rồi, đây đây là một con mái, còn con trống ở đằng sau này này. Để mình ném vào đất cho nó chạy ra đằng trước. Đây đây đây. À, mùa chim sinh sản thì tới chính thức rồi và là cũng là mùa của những cái con vịt gỗ, vịt dời nó đẻ đấy. Mình đang ngóng ghê ấy. Vịt gỗ, vịt dời mà vịt uy nương của mình nó đẻ năm nay nữa thì cũng là một cái thành công lớn. Uầy cái chuồng này hơi bẩn. Thời gian này chim nó đẻ cho nên là mình có dám rửa cho nó đâu. Đây, từ ngày mà có cái tổ trà mào trên đỉnh kia kìa, chỗ cái thúng mà mình úp đấy là mình không dám rửa chuồng, rửa trại nữa. Rửa là kiểu như là sau nó động chuồng ấy, là sau chim nó bỏ tổ mất cho nên là mình đành phải chịu là mất vệ sinh một tí. À, cái con trà mào ngày trước nó làm tổ ở đây này, nó làm tổ ở chỗ này này. Nhưng năm nay nó chuyển sang ngoài kia vì ở đây là có một cái con cu gáy, nó cướp cái địa bàn của con trà mào rồi. Cái con cu gáy này thì mình cũng kể với các bạn rồi đấy, có phải một mình nó đẻ đâu. Ờ, một cái tổ này 5-6 con nó nhảy vào đây nó đẻ rồi nó ấp này. Cứ tranh nhau chả biết quả trứng nào là của con nào cả. Đây cu gái nó chỉ đẻ có 2 quả thôi mà đây các bạn thấy 5 quả. Đây gần nở đây, trứng đục ở đây.
Đấy. Mình răng nó ra nó lại nao vào nhé. Răng nó ra lại nao vào, nó sợ mình cướp trứng của nó. Đây. Gì? Đấy, lúc gọi ra thì không ra. Dìu. Ra đây xem nào. Dìu. Nó hóng hớt, nó nghe mình nói chuyện là sau nó thấy vui vui tai là nó tự ra đấy. Đấy, gần nở rồi. Lở thành công nên lại nhiều chim cung pháp quá, mình cũng không thích lắm đâu. Nhiều quá lui nó bẩn na vi lắm. Dìu ơi, ra đây. Nhanh lên. Nhanh lên Quế hỏi. Thì hóng hớt cái gì? Sâu thì vẫn còn cái đồ ăn nhá. À, mà Quế thì cũng chả có cái gì để nghịch. Thì có muốn lên tay không? À. Chim bắt dễ lắm bạn. Đây. Rồi mình đi ra. À, nghe cái điệu kêu này của Bìm Bìm hình như là nó đẻ rồi đây các bạn này. À ừ, nó đẻ rồi đây này, được một quả này. Ôi, Bìm Bìm của mình năm nay nó lại đẻ rồi. Ghê, nó vào, mình vào nó sợ mình lấy mất trứng của nó ôm trứng ghê chưa. Đây các bạn nhìn này, nó xòe cánh ra để nó giữ trứng của nó này. Uầy, tiếp tục lại đẻ rồi. Nhưng mà năm nay nếu có thành công hay không, cứ ghép con trống mà nó lại đuổi đánh con trống. Bây giờ mình phải làm thế nào? Căng nhỉ. Ghê, nó giữ trứng của nó ghê chưa này. Đấy đấy các bạn nhìn này, mình đưa tay vào gần là nó đang cố gắng nó xòe cái đôi cánh ra để nó ôm quả trứng của nó này. Uầy. Bịp bịp, im, im nhá, im nhá. Để nhặt cái con ốc này ra. Im. Ghê chưa, nó đuổi mình tay đi này. Nó không cắn mình đâu bởi vì là nó biết mình là chủ của nó. Nhưng mà nó không muốn mình sờ vào trứng của nó. Đấy đây, nó úi đi này. Ui, nó khôn không? Ghê chưa? Bịp, bịp để nhặt cái con ốc đi, nhặt con ốc đi. Nào. Ghê, nó không cho nghe này, ghê chưa? Ui, đáng yêu chứ nhỉ? Bây giờ mình muốn bắt con trống vào đây để ghép tiếp với con này. Vừa rồi là chúng nó đánh nhau, mình lại bỏ nó ra ấy. Để chuẩn bị tới mùa sinh sản thì mình ghép nó vào nhưng mà có vẻ là không ổn. Đây đây, phải mình bỏ cái quả ốc này đi. Đó, ui, nó để một quả đẹp quá. Đây nó có một cái que ngang qua tổ, mình nhặt cái que đi đã. Trứng đẹp thật. Trứng này là trứng không có cổ đây này. Sao lại để que ngang cổ này. Ui, đẹp quá mà. Trứng bịp bịp đấy các bạn, nó to bằng quả trứng bồ câu rồi. Quả này không có trống. Trứng của em đây nhá, giữ nhá. Đấy, ở đấy. Giữ đi. Để bây giờ mình mang con trống vào đây xem. Không được đuổi đánh trống nhá. Này, không được đuổi đánh trống. Ui, nó lại đuổi đánh con trống. Đấy, cái con mái nó là như vậy đấy. Nó đánh cái con trống các bạn ạ. Nó giữ cái quả trứng của nó. Không phủ được nó cái con này thế chứ nhỉ. Giờ làm nào ta? Kiếm đâu ra trống cho nó nhỉ? Hay là cái loài này nó đi kiếm trống ngoài tự nhiên về. Sau đó là về nó đẻ, nó muốn đẻ một mình, nó không muốn gần con nào hết đúng không? Mình cũng đang nghi là như vậy. Chết rồi, nó cạm quả trứng của nó đi mất rồi. Chết rồi. Giờ làm cách nào ta? Quay. Nó cạm quả trứng này đi, nó đuổi theo con trống mà mình vừa thả vào. Bịp. À khôn không? Nó cạm quả trứng đi để nó giấu, để nó đuổi theo cái con này. Đây, cái các bạn nhìn nhá. Đây, quả trứng nó vừa cạm nó để dưới đất này. Đấy. Để im ở đây rồi là giờ bắt đầu nó đuổi theo con này tiếp này. Đấy. Trứng đâu? Sao lại cam đi? Là đấy. Tài sao mình không ghép được nhỉ? Ghép đôi là đánh nhau. Mà không có con trống ở đây thì con mái đẻ nó vô tác dụng. Giờ làm nào ta? Đây, con mái đang đuổi con trống đi đấy. Bịp. Đấy, nó ra nó tìm trứng của nó này. Thôi, nó phá quả trứng rồi. Thôi. Phá tan quả trứng rồi. Bực quá nó phá tan quả trứng rồi các bạn. Bực quá nó phá rồi. Thôi, nó đang nóng tính với cả mình đây này. Ê chị nị. Nó bực quá nó phá tan quả trứng luôn. Ghê không? Ê. Đừng. Thế chị nị. Hay là đây không phải con trống nhỉ? Hay con này của mình nó là một con mái nhỉ? Bịp.
Bíp đây. Đi ra ngoài không? Đi ra ngoài đi. Căng thế gì nhỉ? Các bạn có nhận ra đây là bé chè nào không? Bé chè này là ngày xưa ở nhà bác Long đấy. Thế sau bắt đầu là nó bỏ nhà bác Long nó đi, rồi là nó lên xóm trên bị một người dân bắt được. Cái chú ấy chuyên làm sắt nhà mình, chú ấy bắt được thế là gọi mình lên, rồi là tặng lại mình bé chè đấy về mình ghép sinh sản ở trong AV này. Và bây giờ là nó bắt đầu sinh sản rồi các bạn ạ. Con chè đó đã vào tổ rồi này. Ấy ấy ấy, các bạn có nhìn thấy cái đuôi nó không? Đấy. Ui, ghép sinh sản thành công rồi đấy. Ờ, thế chứng tỏ là nó cũng đã sắp sinh sản rồi, cho nên là nó mới bỏ nhà bác Long nó đi, rồi nó tìm một cái người bạn mới. Thế là không may bị người dân bắt được. Thế là người dân bắt được mới lại tặng lại cho mình ý. Thì mình về ghép vào đây, thế là nó thành công rồi đấy các bạn. Thành công rồi đấy. Để mình đi sâu vào trong này xem nào. Xem trong này chim nó tập trung đông lắm. Hay là có con nào nó làm tổ nó đẻ ở đây không? Tài nhỉ, sao mấy con cuốc này không đẻ nhỉ? Cái con này hôm nay này ghê không đánh mấy ơ. Chết đổ hết cám rồi. Tao vừa khen mày xong lành ghê không đánh tao. Thôi mình không chơi với con cuốc nữa. Cái con cuốc nó dữ lắm. Mình định vào thăm trong ở trong góc đấy liệu có con gì nó lập tổ không. Nhưng mà nó dữ. Nó mổ mình đây. Đây là mỗi một cái vết máu này là một cái vết nó mổ đấy. Ương lắm mà cái mỏ nó khỏe lắm. Vừa rồi các bạn có hỏi thăm mình rất rất nhiều về cái cây dừa. Cái cây dừa mà mình được một bác ở trong miền Nam. Bác ấy là bố chồng của một bạn mà ngày trước mình có vào Nha Trang ấy. Mình gặp bạn đấy đấy. Và tới thăm chồng bạn đấy ấy, thì bác ấy tặng mình hai quả dừa. Thì đây, mình trồng nó vẫn sống các bạn. Nhưng mà mỗi tội là nó lên chậm. Chắc là lên chậm là vì cái cây dừa này nó vẫn còn non. Khi mà nó lên rồi, nó có rễ rồi thì nó mới phát triển mạnh. Còn bây giờ thì nó vẫn bé như này. Về khoản trồng cây ấy của mình, các bạn yên tâm. Mình ít khi trồng cây nó bị sai cách hoặc là nó bị chết lắm. Bởi vì là mình trồng cây mình cũng có kinh nghiệm rồi. Nuôi động vật thì nhiều khi là còn có con nọ con kia. Con này ăn cái thứ này, con kia ăn thứ khác thì mình còn khó chăm sóc. Chứ cây thì nó chỉ mỗi ăn đất và nước thôi, cho nên là dễ chăm sóc lắm. Đây, một cái cây này nữa này. Đấy, nó cũng đã lên được thêm mấy cái lá rồi. Trước là lúc mình được bác cho ấy là mình thấy có hai cái lá thôi. Bây giờ nó lên được ba cái lá nữa là 5 lá rồi. Cái ao của mình thì mình đang bơm thêm một chút nước nữa. Bởi vì là hôm nọ mình dọn cái béo đi ấy, thì thấy là cái thành của cái bờ ao này nó hơi bẩn. Thế là mình bơm nước lên cho nó ngập cái bờ ao đi, nhìn cho nó sạch sẽ hơn. Với lại nhiều nước cũng tốt mà. Vừa bơm nước tạo oxy cho cá, vừa là nước nó đầy đầy lên thì cá nó cũng có một cái không gian rộng lớn hơn để nó bơi. Đấy. Còn cái nhà ranh của mình thì mình vẫn chưa làm được. Chắc là 1-2 năm nữa. À, hôm nay mình có cái video demo về cái ngôi nhà ranh này của mình rồi. Do em Quân ấy, em Quân mà chuyên bán cá coi giống ấy, em ấy ở trong cái công ty của em ấy là công ty Sân Vườn Phương Đông. Đấy, thì em ấy có thiết kế cho mình một cái bản vẽ 3D. Đây mình đang chèn cho các bạn xem đấy. Cái bản vẽ 3D này thì nhìn thật sự là nó rất đẹp. Nhưng mà cái ngôi nhà thì chưa đúng ý của mình. Mình thì mình thích một cái ngôi nhà ranh mái lá vách đất cơ. Thế nhưng mà em ấy thì lại làm cho mình một cái ngôi nhà mà kiểu nó cũng hơi hơi hiện đại. Cho nên là các bạn có thể là xem cái video này của mình là tham khảo thôi nhé. Bởi vì em ấy cũng hiểu ý của mình. Thế nhưng mà để tạo ra được một cái mô hình nhà ranh ấy, thì ở trên máy tính là hình như không có cái mô hình đấy. Cho nên là em ấy phải tạo cho mình một cái mô hình nhà như thế này. Ấy, nhìn cũng hay phết đấy. Xong xuôi cái bản 3D này thì mình bắt đầu mới lại triển khai vào làm được. Nhưng mà đấy, nó chưa được đúng ý mình cho nên là mình đang phân vân mình tính lại. Trời cũng đã về chiều rồi. Trước khi mình kết thúc video thì tiện để mình quay luôn cái cây trứng cá. Cây trứng cá của mình vừa rồi bị bão đổ ấy. Thì các bạn cũng hỏi thăm là anh cập nhật tình hình về cây trứng cá mà anh cứu lại đi, liệu nó có ổn hay không. Thì nó ổn các bạn. Nó ổn mà, lá nó vẫn còn xanh, nó vẫn còn sức sống. Và những cái đầu cành này mình chặt nó đi này, thì là bây giờ nó đã lên mầm rồi đây. Đấy, các bạn có thấy những cái mầm nó bắt đầu ra đấy không? Ừ, khi mà nó bị gãy ấy, thì cái cây của nó không còn được khỏe như ngày xưa nữa. Thì là nó sẽ ra chậm hơn. Hoặc là vào mùa hè này thì nó cũng phát triển chậm hơn. Cho nên là nó chỉ được như thế này thôi. Nhưng mà nó không chết là may rồi. Ở góc này của mình mà không có cái cây này á thì toang luôn, mùa hè này xác định là toang luôn. Mình thì mình thích cây xanh lắm, cho nên là cứ có cái cây xanh nào là mình nhìn mình khoái lắm. Mất đi một cái cây xanh mình cảm giác như là mất đi một cái gì đó mà
mình không biết tả nào, nhưng mà mất đi một cái món quà rất chỉ là quý giá của mình. Đấy. Thôi bây giờ mình xin các bạn nhé, mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau nhé. Đấy, cái cây gì nhỉ? Sim của mình ra hoa sai quá. Nhiều quả đấy, năm nay sai quả hơn năm ngoái. Ui. Cây của mình thì không có cây nào đắt tiền đâu, nhưng mà mình cứ khoái nó nhiều lá. Nhiều lá thì nhìn nó mới xanh mát. Đấy, các bạn. Đấy, còn Avi này này. Cứ nhiều lá là khoái rồi, đúng không? Còn góc bên này này các bạn này. Wow. Mình đi vào đây cảm giác như lạc vào một cái khu rừng các bạn. Nó rộng dù âm u, mát lắm. Ở trong này nó mát. Đấy. Thích lắm. Ở đây thôi, bảo chào các bạn mà quên. Lâu ghê rồi chưa chào xong. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau nhé.